À, con nhộng đấy thấy không thấy người à đâu bán măng cho chị kia đồ nón bán tiền lên cô 80 50 rồi dài thì bảo trả bảo 80 hết rồi thế bảo 80 mua về không mua lần nhập làm mấy người tham mua đồ tháng cô một ngày 57 cái vịt của nhà mình đấy à đâu Cao, cứ giả có nhiều phản.
Người sẽ biết ở trong chùm mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.